lấy ra quy tắc chi lực. Lý Vân Tiêu đại biến, bản thân hắn chính là thuật luyện sư đứng đầu, tự nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Hắn đối với cửu giai quy tắc rõ như lòng bàn tay, nhưng không dám nói có thể từ trong vật phẩm cửu giai luyện ra cửu giai thiên địa quy tắc. Hơn nữa trọng yếu là, Tự hồ linh mục địch nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười hắc hắc nói: "Thành thần liền đừng nằm mộng, trong vật phẩm thập giai ẩn chứa quy tắc chi lực không hoàn chỉnh. Ngươi có thể lấy cửu giai quy tắc mà trùng kích vũ đế sao?" Lý Vân Tiêu sừng sốt một chút, cười khổ không thôi, đích thật là không được. Hắn lấy ra một vật đưa lên nói: Đại nhân nhìn vật này một chút, xem có hữu dụng không? Linh Mục Địch vừa nhìn hộp nhỏ, trên mặt thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, hắn kinh ngạc nói: Trên người ngươi lại có thập gia linh thảo. Hắn dùng tay ở phía trên miết thoáng cái, phong ấn trận hiện ra, phát sinh lực chống lại. Linh Mục Địch không có mạnh mẽ phá phong cấm, chỉ là cảm ứng một chút, liền đưa tay để xuống nói không sai là thập sai linh thảo viên tinh lan tuy rằng linh khí tiêu hao rất nhiều nhưng quy tắc chi lực còn đó, có thể dùng lý vân tiêu thở phào nhẹ nhõm tài liệu khác liền dễ nói còn vật phẩm thập sai này là có thể gặp không thể cầu a à. trước đây mình vì muốn tìm tòi thập sai quy tắc mới chụp được không nghĩ tới lại có tác dụng nghĩ đến có thể luyện chế vật thập sai cả người liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào nhìn lén đạo thần là bao nhiêu thuật luyện sư đứng đầu truy cầu cả đời a à? Linh mục địch nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, hư lạnh nói. Đừng tưởng rằng nguyên liệu khác dễ tìm, sau khi tìm đủ mới tới gặp ta. Lý Vân Tiêu cầm ngọc giản đặt ở trên chán, khuôn mặt rất nhanh liền tái lại. Hắn nghiêm mặt nói. Bên trong có mấy thứ thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua, trên phiến đại lục này sợ là đã sớm tuyệt tích. Linh mục địch nói. Luyện chế thần luyện thiết đích xác có chút hà khắc, nhưng là vật duy nhất không cần nguyên liệu thập gia luyện chế, nếu những thứ này ngươi cũng không lấy được mà nói, vậy thì không cần nói chuyện học tập. Mà ta cũng chỉ có thể chấp nhận bộ thân thể rác rưởi này. Tốt, chỉ cần trên đời này còn có mấy thứ kia, ta nhất định sẽ tìm ra. Không chỉ quan hệ tới luyện chế vật phẩm thập sai, hơn nữa hồ lô tiểu kim cương coi như là thú cưng của Lý Vân Tiêu, bị linh mục địch chiếm cứ thân thể cũng không thích hợp à. Hắn trầm ngâm một chút, chợt lách người đến trong phương thốn sơn. Cao Hàn Huynh, ta lại tới thăm ngươi người chưa đi vào lý vân tiêu đã ở rất xa hô lên sau đó lẳng lặng chờ đối phương phẫn nộ sau một lúc trong núi không có động tĩnh đang lúc hắn có chút kinh ngạc thì âm thanh của viên cao hàn truyền ra vẫn không có tức giận nói có chuyện gì nói thẳng đi lý vân tiêu cười nói cao hàn huynh quả nhiên thiện giải nhân ý hắn đem ngọc giản kia ném tới nói đồ vật bên trong ta mong cao hàn huynh có thể giúp ta chuẩn bị mấy phần một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng tức giận quát. Mấy phần, ngươi đang nói đùa sao? Trong này có mấy loại nguyên liệu ngươi biết chân quý bao nhiêu không? Toàn bộ thiên vũ giới sợ đã tuyệt tích. Lý Vân Tiêu khen, Cao Hàn huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, bên trong có vài loại ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua, nghĩ không ra Cao Hàn huynh đều nhận biết. Nếu nhận biết, hơn phân nửa là có. Sơn động lóe lên quang mang, viên Cao Hàn trực tiếp hiện thân, trong tay cầm lấy ngọc giản, trên mặt tràn đầy ngương trọng trầm giọng nói danh sách này rất không đơn giản tựa hồ là đan phương thượng cổ ngươi từ đâu lấy được muốn luyện chế vật gì lý vân tiêu không đáp chỉ cười nói lấy thủ đoạn cùng địa vị của cao hàn huynh khó hơn nữa cũng không là vấn đề a à. hừ nói nhẹ nhàng nhỉ trong đó vĩnh hằng chi mộc huyền thiên huyết ngọc thiên băng tinh bất luận cái gì giá trị đều không thể đo lượng thậm chí được coi là thần vật viên cao hàn lạnh lùng nói hú chi giá cả mấy thứ khác cũng không thấp bảo ta làm mấy phần ngươi cho ta là thiên hạ chi chủ muốn cái gì có cái đó sao lý vân tiêu nói ba dạng tài liệu này rốt cuộc là cái gì sao ta chưa từng nghe qua rất không bình thường a à? viên cao hàn nói ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường bởi vì ba tên gọi này chỉ ở thời thượng cổ mới có vô số năm qua cơ bản đã tuyệt tích cho nên rất khó nhìn thấy vĩnh hằng chi mộc là địa tâm chi thiết bây giờ ở vô số năm trước tồn tại đại lượng địa tâm chi thiết tạo thành rừng rậm cùng thiên địa đồng thọ nên xưng là vĩnh hằng ở rất nhiều năm trước là nguyên liệu cửu gia luyện khí rất thông thường hiện tại đừng nói trên mặt đất coi như là địa tâm thực sự cũng chưa chắc có lý vân tiêu có chút muốn ngất nói nguyên lai là địa tâm chi thiết vật ấy từ lâu đã tuyệt tích nhưng thánh vực chắc có tích chứa a viên cao hàn lạnh lùng nói có tích chứa hay không ta không biết mặc dù có cũng vạn phần chân quý sao có thể tùy ý lấy ra Lý Vân Tiêu nói. Hai vật khác thì sao? Viên Cao Hàn nói. Nói huyền thiên huyết, kỳ thực chính là máu chân linh, ngươi đi nơi nào tìm. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức trầm ngâm. Lúc này máu chân linh ngược lại là không khó. Mình đã đáp ứng đánh với hắn một trận, đến lúc đó làm thịt rút máu là được. Viên Cao Hàn tiếp tục nói. Thiên băng tinh chính là băng phách tinh hoa trong cực bắc tiểu băng thiên. Cực bắc tiểu băng thiên, Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Cực Bắc Tiểu Băng Thiên không phải là băng thiên tuyết địa trong truyền thuyết, về sau thất lạc khỏi thiên vũ giới sao. Viên Cao Hàn nói. Chính là nó. Cực Bắc Tiểu Băng Thiên quả thực tồn tại qua, nhưng tiếc đã thất lạc, nếu ngươi có thể tìm thấy, coi như là vì thiên vũ giới bỏ ra một phần cống hiến. Lý Vân Tiêu, chấm chấm chấm. Hắn ngượng ngùng nói. Vật ấy thánh vực cũng có tích chữ A. À? Viên Cao Hàn lạnh lùng nói đừng nghĩ có ý đồ với thánh vực không nói thánh vực không có cho dù thật sự có cũng không có khả năng đưa cho người lý vân tiêu nói cao hàn huynh có nghe qua thần luyện thiết chưa thần luyện thiết trong mắt viên cao hàn lóe lên vẻ nghi hoặc sau đó cả người chấn động thất thanh kêu lên chỉ kiên thần vật trong thiên hạ thời cổ được khen là luyện khí đệ nhất kim trúc thần luyện thiết trong mắt hắn bắn ra đạo đạo tinh mang một tay nắm lấy lý vân tiêu kích động không thôi nói Ngươi đừng nói cho ta, thu thập những tài liệu này là vì luyện chế thần luyện thiết." Lý Vân Tiêu đẩy hai tay của hắn ra, ha hả cười nói, "Phải, thần luyện thiết, thần luyện thiết a." À. Viên Cao Hàn khó có thể bình tĩnh, gào thét nói, "Nói cho ta biết, nói cho ta biết luyện phương." Lý Vân Tiêu nói, "Tài liệu đã nói cho ngươi biết rồi, thời điểm luyện chế có khả năng suy nghĩ cho ngươi tham quan học tập, chỉ xem biểu hiện của ngươi." Lý Vân Tiêu mỉm cười vỗ vỗ cánh tay hắn nói, tiểu viên a ngươi hiểu được mà lý đại ca ta hiểu ta hiểu viên cao hàn thoáng cái không có thái độ khổ sở nói nhưng thánh vực thực sự cầm không ra ba đồ vật này chỉ bất quá vĩnh hằng chi mộc cùng cực bắc băng tinh ta có tung tích về phần máu chân linh phiến thiên địa này ở đâu còn chân linh a lý vân tiêu ho khan hai tiếng nói máu chân linh ta có thể lấy được hai kiện khác ngươi có đầu mối gì không ngươi có thể lấy được chân linh huyết trong mắt viên cao hàn chừng giống như hai cái chuông đồng vẻ mặt không thể tin tưởng lý vân tiêu nói việc này ngươi không cần quan tâm viên cao hàn đè nén nội tâm khiếp sợ tuy rằng hắn rất muốn biết máu chân linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng lúc này hiển nhiên thần luyện thiết mới là vật làm hắn điên cuồng chân chính hắn chỉnh sửa suy nghĩ một chút trầm ngâm nói việc này nói rất dài dòng hơn nữa dính đến đồ vật khác đợi lúc song hồn dung hợp ta sẽ nói cho ngươi biết ta trước nghĩ biện pháp lấy được tài liệu đến tay đã. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Ân, tiểu viên A, nỗ lực lên. Viên Cao Hàn trầm mặt, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, nếu ngươi lừa ta, ta tất đem ngươi lột ra rút gân. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, chỉ cần có thể thu tập những tài liệu này. Đừng nói thần luyện thiết, ca mang ngươi đi cửu thiên lãm nguyệt A. Viên Cao Hàn một trận không nói gì, hư lạnh một tiếng, liền biến mất ở phương thốn sơn lý vân tiêu hơi trầm tư một chút thân ảnh cũng thoáng cái nhạt lên phân hồn trở về bản thể phu quân ngươi đã tỉnh hắn vừa mở mắt liền thấy phi nghê tha thiết ở bên người như chim nhỏ nép vào tươi đẹp so với kiểu hoa lý vân tiêu chỉ cảm thấy ít hầu có chút khát nuốt nước miếng một cái đem nguyên lực toàn thân thu lại nói ta không sao lúc này đan điền lực của hắn dị thường cường đại chỉ cần điên cuồng quán thâu linh khí cộng thêm bất diệt kim thân cùng minh nguyệt thần thể tổn thương nặng hơn cũng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Chỉ bất quá xem ở trong mắt những người còn lại, bao nhiêu cũng có chút kinh ngạc. Hàng Quân Đình nói, mới hai ngày liền khôi phục như vậy, hơn nữa từ trạng thái của Vân Tiêu Công Tử đến xem, tựa hồ còn tiến thêm một tầng. Thiên phú của Vân Tiêu Công Tử thực sự là khiến người đố kỵ à. Lý Vân Tiêu nhăn mày lại, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, Hàng Quân Đình, ta xem người lại muốn ăn đòn a. À. Nhanh như vậy liền quên đau nhức, có phải thật muốn ta đánh ngươi mới thống khoái hay không? Hàn quân đỉnh biến sắc, cáu giận nói. Bản quân hảo tâm quan tâm ngươi, hảo tâm không được báo đáp, nam nhân trên đời quả nhiên không có thứ tốt. Lý Vân Tiêu cười quái dị nói. Hắc hắc, nghe quân đình tiểu thư nói, tựa hồ bị nam nhân tổn thương qua. Đến đến, nói cho mọi người nghe một chút, để cho mọi người chia sẻ a. À. Hút. Hàn quân đình nộ phất tay áo, xoay người liền không để ý đến hắn nữa. Ninh Khả Vân nói. Lý Vân Tiêu ngươi chớ nói nhảm, quân đình từ nhỏ ở thần tiêu cung lớn lên, căn bản không có tiếp xúc qua nam nhân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Yêu nhân này bức cung làm sao cũng không chịu tiết lộ. Thương thế trên người An cũng khôi phục non nửa, nhưng bị mọi người hạ hơn 10 đạo cấm chế, chỉ có thể cuột cường ngồi ở một bên, mặt mang vẻ trầm chọc. Lý Vân Tiêu đi ra phía trước nói: "Huynh đệ, ngươi rất cuột cường a." À? An cười lạnh nói: "Sĩ có thể giết, chết một lần mà thôi." Lý Vân Tiêu gật đầu nói, "Ta đây liền không khách khí." An sừng sốt một chút, cau mày nói, "Ngươi muốn giết ta?" Lý Vân Tiêu lắc đầu cười nói, "Siêu hồn mà thôi, không đến mức chí mạng. Cái thân thể của ngươi ta rất thích, giữ lại còn có tác dụng." Cả người An run run thoáng cái, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, lạnh giọng nói, "Bổn tọa là Cửu Tinh đỉnh phong vũ đế, ngươi dám siêu hồn với ta, thuần túy là muốn chết." Hắn còn chưa nói xong, cả người liền run lên, trong mắt tuôn ra tinh mang, tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy song đồng của Lý Vân Tiêu yêu dị lên, bày biện ra hai màu đỏ đen, hóa thành thái cực đồ ở trong con ngươi chuyển động. "Ngươi, ngươi thật dám siêu hồn với ta, ngươi không muốn sống nữa sao?" An hoàng sợ quát to một tiếng, nhưng hoàng sợ phát hiện có một lực lượng cực mạnh trực tiếp nhảy vào thức hải. Trong con ngươi của Lý Vân Tiêu, hắc hồng song sắc hóa ra thất thải quang mang, toàn bộ không gian hoảng hốt bất định người còn lại cũng kinh hãi lẳng lặng ở một bên nhìn thay lý vân tiêu lau mồ hôi lạnh hai mắt khâu mục kiệt lóe lên một đạo lục mang rất là kinh ngạc con ngươi của hắn là lấy từ mãnh thú bị bản thân hoàn toàn luyện hóa bây giờ lại có vẻ sợ hãi từ song đồng truyền ra lục đồng của ta là lấy từ đồng tộc mãnh thú thượng cổ nhưng bây giờ nó đang sợ hãi trong lòng khâu mục kiệt nhấc lên sóng lớn nhìn chằm chằm con ngươi thất thải của lý vân tiêu cảm thụ được trận trận tinh thần lực quỷ dị trong lòng lẩm bẩm Đôi mắt kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt của An ở dưới thất sắc quang mang, bắt đầu ngây dại ra, cả người lơ lửng trên không trung, tứ chi buông ra, hoàn toàn mất đi ý thức. Tinh thần lực của Lý Vân Tiêu như là vô số lợi kiếm, trực tiếp phá vỡ linh đài thức hải của đối phương, nhảy đi vào. Cho dù không có tu luyện diệu pháp linh mục, hắn cũng có nắm chắc trực tiếp siêu hồn An, nhưng dù sao danh khí của Nguyệt Đồng quá lớn, hơn nữa đặc trưng rõ rệt, không thích hợp thi triển ở trước mặt mọi người lúc này tu luyện tiểu chuyển tam luân hóa sinh diệu pháp linh mục toàn bộ nguyệt đồng tựa hồ tiến hóa hình thái con người không giới hạn ở hình dạng huyết nguyệt nữa để cho hắn thi triển rất tiện ký ức của an ở dưới nhãn lực trùng kích không ngừng bị mở ra nhưng hồn lực của cửu tinh đỉnh phong cường giả không phải người thường có thể sánh bằng lý vân tiêu mạnh mẽ phá vỡ ký ức cũng có lực lượng phản phệ cực mạnh chống đối đồng quang hơn nữa ký ức của yêu tộc đỉnh phong cường giả cái này cũng thập phần mạnh mẽ ở phá vỡ đồng thời không ngừng tan vỡ số lớn ký ức hóa thành mảnh nhỏ phân giải tiêu tán. Trong lòng Lý Vân Tiêu lo lắng không ngớt, chỉnh điều ký ức liên bắt đầu làm cho nghiền nát không thể tả, hắn chỉ có thể lấy được lẻ tẻ, đều là dâu dìa. Hơn nữa căn bản chỉ là chút đoạn ngắn tu luyện, còn có một chút về tinh nguyệt ảo cảnh biến mất, nhưng mà nghiền nát không thể tả. Song đồng của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại, thất sắc quang mang đình chỉ chuyển động, con ngươi hóa thành hắc sắc, ngay cả thân thể cũng theo đó ma hóa lên, xuất hiện từng đạo ma văn trong mắt bắc thần nam lóe lên tinh mang có chút ngưng trọng nhìn ma văn đầy người lý vân tiêu cũng không biết cái này là phúc hay họa sau khi ma nguyên lực xuất hiện thất sắc quang mang từ từ tiêu tán trực tiếp hóa thành ma đồng đe nhánh trong trí nhớ của an cổ khí tức vỡ nát hết thảy kia bị ma nguyên tách ra số lớn ký ức thoáng cái dâng lên hóa thành vô số phù văn ở trong linh đài vọt lên không ngừng tiêu tán một đồng mâu hắc sắc xuất hiện ở trong thức hải của an lạnh như băng nhìn phía dưới từ trong vô số ký ức dâng lên tìm tòi. Đột nhiên đồng mâu co lại, một vòng hắc mang đẩy ra. Trong vô số phù lực, có mấy phù văn bị dị lực khống chế, trực tiếp hút vào con người. Hai tròng mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, thu lại ánh sáng màu đen, hai mắt khôi phục thanh minh, chỉ là hơi lộ ra mệt mỏi. Phốc. Trong thất khiếu của An bắn ra máu tươi, không còn lực lượng kéo thân thể của hắn, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, trong mắt vô thần, triệt để biến thành ngu ngốc. Thành công không? Ninh Khả Vân cấp thiết hỏi, tuy trong lòng đoán được đã thành, nhưng vẫn có chút không thể tin được, dù sao đối phương là một cửu tinh đỉnh phong cường giả. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ cổ quái, tựa hồ đang tiêu hóa ký ức của đối phương. Mọi người cũng không dục, lẳng lặng chờ đợi. Sau một lúc, hắn mới nói, phương pháp truy tung những đại yêu kia ta đã tìm được, nhưng mà thực lực của đối phương thập phần mạnh mẽ. Yêu tộc bát bộ không chỉ tới bốn vị thống lĩnh, còn có siêu phàm nhập thánh cường giả yêu tộc siêu phàm nhập thánh. Mọi người giật mình, Ninh Khả Vân trầm giọng nói. Yêu tộc ở tinh nguyệt huyễn cảnh nhiều năm như vậy, có siêu phàm nhập thánh cường giả cũng chẳng có gì lạ, kỳ quái là tại sao lại đột nhiên tề tụ tới đây. Phải biết yêu tộc bát bộ là trụ cột vững vàng trong yêu tộc, căn cơ rất sâu, một lần tới bốn gã thống lĩnh, việc này quá mức kỳ quái. Mọi người đều trầm tư không giải thích được, nhất thời nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Cho dù không có siêu hồn, Lý Vân Tiêu cũng biết những yêu tộc này chắc chắn là vì thương cùng hồn thiên nghi mà đến. Hơn nữa từ trong trí nhớ của An tựa hồ có chút tin tức không tầm thường. Đối với thương cùng hồn thiên nghi xuất hiện, nội bộ yêu tộc ý kiến cũng không thống nhất, tựa hồ gây ra phân kỳ cực lớn. Nhưng việc này cực độ cơ mật, há có thể đơn giản nói ra, liền nói. Yêu tộc này ký ức tan vỡ quá nhiều, ta cũng không hiểu rõ lắm, đợi tìm được đám yêu nhân kia lại hỏi đi. Mọi người đều không tin, nhưng nếu người ta đã nói không biết, liền không nên hỏi nữa. Lý Vân Tiêu nói, cổ thân thể này của An không tệ, lại mất đi ký ức, ngươi đoạt xá đi. Hắn nhìn ác linh nói, ác linh lấy làm kinh hãi nói, ta vừa thích ứng bộ thân thể này, đột nhiên lại đổi có không thích hợp hay không. Hơn nữa yêu nhân này nhìn như là một tiểu bạch kiểm, không phù hợp tính cách thô cùng của bản đại gia. Mọi người lần thứ hai giật mình, cổ quái nhìn ác linh, nguyên lai tiểu tử này là đoạt xá thân thể. Phải biết rằng đoạt xá tồn tại rất nhiều hạn chế, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không căn bản sẽ không làm loại sự tình này. Trước đây Kỳ Thắng Phong vẫn ký túc ở trong thân thể hành nguyên bộ, thẳng đến lấy được thân thể vu giật tiên mới đổi, cũng là đạo lý này. Nhưng ác linh này hết sức kỳ quái, tựa hồ trời sinh chính là thích đi đoạt xá. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát, lời vô ích cái gì, nhanh lên, đây là thân thể cửu tinh đỉnh phong, hơn nữa thần thông của hắn ngươi cũng kiến thức qua trong mắt ác linh bắn ra tinh mang, nuốt nước bọt nói. Một chiêu kia đích xác rất giỏi, chém hai nửa liền thành hai cái. Sau đó một đạo vũ khí nhà nhạt, nhạt từ trên đỉnh đầu long vệ bừng lên, dần dần ở trên khâu trung ngưng tụ thành một hung ác chi kiểm, cười ha ha tới hướng an vò xuống. Tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh, trong mắt đều kinh sợ không thôi. Đoạt xá là chuyện dị thường chắc trở, hơn nữa rất dễ xuất hiện sai lầm, nặng thi hồn phi phách tán, nhưng ở trong mắt linh thể quỷ dị này, thật giống như đi chơi vậy bọn họ không khỏi cổ quái nhìn lý vân tiêu bên người tiểu tử này đều là loại biến thái a ha ha ác linh nhảy vào trong cơ thể an rất nhanh liền nhảy dựng lên khuôn mặt ngu ngốc của an trong nháy mắt tràn ngập hung ác ngẩng đầu cười ha 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 thật mạnh thân thể thật mạnh hắn cười như điên nói so với long duệ kia mạnh hơn cái này cái này liền thành công mọi người triệt để choáng váng trong đầu đều là dấu chấm hỏi người khác còn tốt Khâu mục kiệt thân là thuật luyện sư lại há to mồm, hoàn toàn giải ra. Sau đó vẻ giải ra dần dần thay đổi âm trầm, trong mắt tỏa ra lục mang, thỉnh thoảng có tinh quang lóe ra. Chuyện đoạt xá liên quan đến hai hàng rào nhân thể là linh hồn cùng lọ, hắn đối với thân thể con người nghiên cứu đến cực hạn, cũng vô pháp giải thích hiện trạng thời khắc này của Ác Linh. Hắn không kiềm hãm được lè lưỡi, ở trên môi liếm vài cái. Ác Linh thoáng cái nhảy đến bên người Long vệ, lấy cái búa ra ngoài, kêu lên bản đại gia vẫn quen cái này a à. Mọi người chỉ cảm thấy có chút say xe cùng hoảng hốt, hình như một màn trước mắt không chân thật. Khanh khách, đột nhiên phi nghề cười ha hả, nói. Bản thân phu quân ta chính là quái vật, bên người tất cả đều là quái vật, ta rất thích à. Nàng thoáng cái nhào tới muốn ôm Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ ôm lấy một đạo tàn ảnh, không khỏi nũng nịu hừ vài câu, có vẻ cực kỳ bất mãn. Lý Vân Tiêu nói. Đi thôi, làm trễ nãy hai ngày, Lê còn chưa phá vỡ huyễn trận, ta chỉ sợ đằng quang nhịn không được đã chết, vậy liền không thể xoay chuyển trời đất. Hàng Quân Đình thoáng cái ném ra kim diệp hóa thành chiến hạm, Lý Vân Tiêu lấy ra một la bàn, chính là yêu lực la bàn lấy được trên người An, bất cứ lúc nào cũng chỉ hướng tên đại yêu chế tạo ra nó kia. Kim diệp ở trên không trung phiêu đãng vài cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh về một phương hướng. Xa ở Thái Hư huyễn cảnh chẳng biết đất, một cái nhà kiến trúc hùng vĩ sừng sững ở giữa biển, che hơn 300 dặm, cách ly thiên nhật. Cung điện bầu trời chín đạo thác nước phi chảy xuống, thành thế cửu long cấp thủy, chấn lên vô số bọt nước, hóa thành từng mảnh vũ khí tản mát ra, như là tiên cung. Bốn đại tự thiếp vàng ở trên bầu trời không ngừng lóe ra, chính là tên điện này, Thái Hư Huyễn Điện. Cung điện lớn hơn mấy trăm trượng, đột nhiên hiện ra mấy đạo nhân ảnh, lặng yên không tiếng động dẫm trên mặt nước, lặng lặng đứng đó. Trang phục mấy người đều thập phần cổ quái, đơn giản cùng nguyên thủy, trên người treo đầy các loại ngọc thạch, khô lâu cùng cành cây làm trang sức, tràn ngập cuồng vọng không kiềm chế được, có dã tính khó có thể phục tùng. Tất là cái này không thể nghi ngờ. Nói chuyện chính là yêu lê, đổi lại trở về phục sức yêu tộc, khí thế của nàng cùng trước hoàn toàn khác nhau, lộ ra lạnh lùng cùng tôn quý. Đây đã là cái thứ bảy chúng ta tìm được, ngươi xác định sao? Dực hai tay ôm trước ngực, mười ngón giống như bạch cốt lộ ra, có vẻ thập phần trói mắt. Lê nói, xác định không sai. Nàng quay đầu nhìn thương, lặng lặng đợi chỉ thị của hắn. Thương người mặc trường bào, trái lại càng giống như là nhân loại, là trang phục của phú gia công tử, bên hông còn đeo một khối mỹ ngọc, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra quang huy ô nhuận. Lúc này sắc mặt của hắn giống như mỹ ngọc, trong suốt mà quang trạch, rồi lại giản dị ôn hòa. Thương thở dài nói, tiên cung to lớn như vậy, bình sinh ít thấy, thảo nào nhân tộc có khả năng trở thành chủ nhân thiên vũ giới, chỉ là khí phách rộng lớn như vậy để người khó có thể với tới. Lê cười nói, thương đại nhân khen chật rồi, đây bất quá là diễn hóa ra huyễn điện mà thôi, hướng không trùng biến ảo, lại to lớn làm sao, trung quy khó có thể thành thực. Thương lắc đầu nói, nó do tâm sinh, quang cảnh rộng lớn như vậy là tâm cảnh của vương tọa đàng quang, rất giỏi. Ảo cảnh này xác thực thần thông quảng đại, không thể không thừa nhận, thậm chí còn trên tinh nguyệt huyễn cảnh. Một gã đại yêu nhìn cửu long trước mắt, cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Tên đại yêu này đầu đội trên mạo, đôi mắt giống như đá mắt mèo từ từ sinh huy. Khoác trên người một kiện giáp áo da thú, phía trên tất cả đều là phù văn thiên nhiên, liếc nhìn lại, có vẻ rất dữ tợn. Trong mắt sực bắn ra hàn tinh, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, hừ nói: "Yêu tộc ta, từ khi Thiên Vũ giới thành lập liền hoành hành thiên hạ, không thể ngăn trở, nghĩ không ra truyền tới thế hệ các ngươi, lại bị nhân tộc đánh vào trong ảo cảnh, tham sống sợ chết." thật làm cho tổ tiên xấu hổ. Ngươi làm càn. Phía sau tên đại yêu kia, một yêu tộc mặt xanh răng nanh phẫn nộ quát. Chúng ta kính các ngươi là tiền bối, nhưng không được vô lễ với từ đại nhân. Tên đại yêu đỉnh đầu đội trên mạo kia tên là từ, ba gã yêu tộc phía sau hắn đều giận dữ, thoáng cái hình thành thế đối địch, lạnh lùng nhìn chầm chầm rực. Từ thở dài nói, cánh đại nhân nói không sai, các ngươi kích động cái gì. Cùng nhân loại chiến đấu đến nay, hơn mấy ngàn vạn năm qua, chúng ta đã khiến vô số tổ tiên hổ thẹn. Dược lạnh lùng nói, nghe thấy chưa, từ mình cũng thừa nhận, các ngươi mất mặt như vậy, chẳng lẽ còn không cho ta nói. Chết tiệt, yêu tộc mặt xanh nanh vàng kia bóp xong quyền nổ vang, tiến lên chờ lệnh nói. Từ đại nhân, xin cho ta xuất thủ giáo huấn tên cùng vọng này. Từ nói, dược đại nhân nói không sai, ngươi lui ra đi. Đại nhân, tiêu yêu tộc mặt xanh nanh vàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, tức đến mặt xanh biến thành đen, Nguyên lực trên người nhộn nhạo, rồi lại không chỗ phát tiết. Sắc mặt hai gã yêu tộc đại năng khác cũng rét lạnh xuống, từ nói: "Ta lý giải tâm ý của ba người các ngươi, nhưng Dực đại nhân nói cũng không sai, nếu không thể nhìn thẳng vào nhược điểm của mình, nhìn thẳng vào chênh lệch giữa hai tộc, cả ngày sinh hoạt trong cùng vọng tự đại, làm sao chấn hưng tộc ta?" Phía sau một gã đại yêu trào phúng nói: "Chẳng lẽ bọn họ có thể chấn hưng tộc ta sao? Bất quá là vài tên ngu xuẩn chỉ biết nội chiến." hơn nữa còn cùng nhân tộc cấu kết chung một chỗ, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đường khánh đi theo phía sau, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Đường khánh thủy chung bình tĩnh, tựa hồ có loại cảm giác vạn niệm tịch diệt, không nói một lời, mặc dù tên đại yêu kia trực tiếp ghim hắn, nhưng sắc mặt hắn bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ. Không nói không sai. Yêu tộc mặt xanh nanh vàng châm chọc nói. Nếu không phải thương đại nhân luyện hóa bản tộc trí bảo hồn thiên nghi, Bổn tọa sao lại chạy tới Hồng Nguyệt Thành này? Hơn nữa lúc trước nếu không phải vì thương đại nhân mang hồn thiên nghi đi, yêu tộc ta còn không đến mức rơi vào nông nỗi này. Từ biến sắc quát, "Tiên, ngươi quá phận." Yêu tộc mặt xanh nhanh vàng hừ lạnh nói, "Ta quá phận, ta thấy những tiền bối này mới quá phận, không trông cậy nổi, không bằng chúng ta mang hồn thiên nghi đi," chấn hưng yêu tộc. Hắn nhìn một gã đại yêu khác nói, "Mông, ngươi thấy thế nào?" tên đại yêu kia trên người treo đầy ngọc thạch đầu đội ngân khôi phía trên anh quang diễm diễm mông sắc mặt bình tĩnh nói ta tán thành cách nhìn của các ngươi nhưng ta nghe theo từ đại nhân phân phó tiên hừ lạnh nói mệnh lệnh của từ đại nhân tự nhiên là trọng yếu nhưng ba người chúng ta biểu thị cho bát bộ tộc liên tự có ý kiến của mình dù sao tộc ta hương suy người người hữu trách không lạnh lùng nói ta tán thành tiên nói bảo những người này giao hồn thiên nghi ra dù sao thời đại biến thiên bây giờ thiên vũ giới đã không phải là thiên hạ của mấy vị tiền bối này dực khinh miệt nhìn hắn một cái cười nhạo nói chuyện đam mỹ dĩ nhiên không phải là thiên hạ của chúng ta mà là thiên hạ của nhân tộc ngươi quả nhiên là đức hạnh khó sửa khâm tức giận nói từ đại nhân chúng ta phi thường tôn kính ngài nhưng nếu ngài khư khư cố chấp sợ sẽ hại toàn bộ yêu tộc hai mắt từ giống như bảo thạch nếp nhăn trên mặt cũng tăng nhiều hơn nói nếu các ngươi còn tôn kính ta, thì không nên làm loạn nữa. Đại nhân, tiên dậm chân một cái, chấn lên hơi nước khắp bầu trời, ao ao rơi vào trong biển, tạo nên vô số sóng gợn, giống như là nội tâm của hắn, vô pháp bình tĩnh. Từ lạnh nhạt nói, không có thương đại nhân là khó có thể chiến thắng nhân loại. Các ngươi đều là bát bộ tộc tộc trưởng, năng lượng cường đại nhất toàn bộ yêu tộc. Nhưng mà, An đã bỏ mình. Mắt hắn trong sát na hóa thành thanh minh, sau đó lại mở đi. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, khó mà tin được. Lê cả kinh kêu lên. Làm sao có thể, ta bày ra thiên tàn bách thú trận, trừ khi có một trăm lý vân tiêu, bằng không đều phải chết ở bên trong. Từ nói, Lê Đại Nhân nói không sai, uy lực trận pháp ta hết sức rõ ràng. Hơn nữa có trận này, cho dù An không địch lại, chí ít cũng có thể đào mạng, nhưng tiếc hận chính là, hắn đích xác bỏ mình. Nhân loại đáng chết. Tiên cắn răng nghiến lợi nói. A nhất định là lưng đeo vinh dự của tộc ta, cho nên không chịu đào tẩu, từ chiến xa trường, từ đại nhân, chúng ta giết ngược lại báo thủ cho An đi. Từ phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Không cần trở lại, những người đó đã đi theo tới rồi. Hắn quay đầu lại nói. Thương đại nhân, lúc này chúng ta như thế nào cho phải? Mọi người khác khẩu, thương Thủy Trung không nói một câu, tựa hồ đang trầm tư cái gì, lúc này mới mở miệng nói. Lý Vân Tiêu là người mang thiên mệnh, nếu bị An giết chết, ta ngược lại sẽ kỳ quái. Người số này mệnh cực mạnh, tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc, hiện tại ly khai thái hư huyễn điện mới là chính đồ, chúng ta đi vào trước đi, tận lực không cùng bọn họ nảy lên xung đột. Cái gì? Tiên giận dữ nói. Hiện tại có nhân loại giết đồng bạn chúng ta, hơn nữa còn là bát bộ tộc trưởng, lại không đánh mà chạy. Là ta nghe lầm sao? Thương nhìn hắn một cái nói. Muốn chiến, bản thân người liền lưu lại đi, bên người bổn tọa không cần ngu xuẩn. Tiên lạnh giọng nói: "Chúng ta lưu lại cũng được, ngươi giao hồn thiên nghi ra đây, mấy người chúng ta liền đi." Từ quát: "Không được càn rỡ, nghe thương đại nhân nói, vào điện, ai dám không theo, đó là kháng lệnh tại chỗ đánh chết." Từ đại nhân, ngài. Tiên cùng Khâm đều khó có thể tin, làm sao cũng không nguyện tin tưởng Từ sẽ vì giữ gìn thương mà đối với bát bộ tộc bọn họ biểu thị bất mãn. Chỉ có Mông là sắc mặt bình tĩnh, giống như một khối thạch đầu, làm sao cũng sẽ không thay đổi từ lạnh lùng nói đi trong tay hắn có một đạo quang mang chớp động hóa thành một cây ba tong bằng gỗ phía trên khảm tinh vân đồ án nhoáng lên một cái nhất thời một đạo quang mang bao mọi người lại bay vào thái hư huyễn điện đột nhiên trên bầu trời dâng lên một trận ba đào toàn bộ sắc trời tối xuống trong tầng mây kia tựa hồ có một đạo quang mang bay nhanh xuống như sao chổi quét ngang trời cao rơi xuống ở trước cửu long phi bộc toàn bộ không gian bị một điểm quang mang kia ảnh hưởng tầng tầng đè ép xuống, tựa hồ trên thành một đoàn, trở thành cái đuôi ánh sáng, ở trên trời biến ảo ra cảnh tượng kỳ dị. Không tốt, từ đột nhiên nhẹ giọng quát, độn quang ngừng lại, mọi người đồng thời hiện ra. Hắn quát lên, tán, điểm cường quang trên bầu trời kia là hướng về phía bọn họ kích bắn đến, uy lực mạnh như đại sơn áp đỉnh. Toàn bộ biển khơi bị cổ khí tức kia đè ép, phương viên nghìn trượng trực tiếp bị đè xuống hơn 10 trượng. Nhưng ở đây không có chỗ nào mà không phải là cường giả đỉnh phong, từ vừa dứt tiếng liền có mấy đạo quang mang bay vụt ra trong khoảnh khắc ở ngoài trăm trượng điểm cường quang kia rốt cục hạ xuống là một mũi tên trực tiếp bắn vào trong biển rộng ầm ầm toàn bộ nước biển nổ lên ngưng tụ thành một long quyền lực sóng lớn nghìn trượng trào về bốn phương dị tượng kinh khủng xuất hiện ở trên mặt biển cột nước chẳng biết phương viên mấy dặm cuồn cuộn không ngừng bắn về thương khung đại dương mênh mông nghịch lưu cảnh tượng đồ sộ trong nháy mắt áp qua thái hư huyễn điện cùng cửu long phi bộc từ lớn tiếng quát. Là ai? Ra đây. Trong cột nước đột nhiên bay ra một quang cầu, ở trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Trong quang cầu có một thân ảnh màu tím, lưng đeo trường cung. Quang cầu ba một tiếng nghiền nát, đạo tử ảnh kia thoáng cái rớt xuống, dẫm trên mặt biển, thân thể theo ba đảo phập phồng. Tiên quát, ngươi là người phương nào? Tại sao xuất thủ với chúng ta? Người trước mắt này cách hắn gần nhất, hơn nữa trên người tán ra khí tức khiến trong lòng hắn thấp thỏm xa xa đường khánh cũng có chút giật mình nói ngân nguyệt vũ đế huyền hoa tiên thất kinh vội vàng thả người dựng lên thoáng cái thối lui mấy trăm trượng mặc dù hàn thân là yêu tộc nhưng ở thiên vũ giới thập đại phong hào vũ đế như là kinh thiên vĩ địa như sấm bên tai di ngươi nhận thức ta huyền hoa nhìn đường khánh trầm tư nói nhìn rất quen mắt a à, làm sao trong lúc nhất thời nhớ không nổi ngươi là ai nhỉ sắc mặt đường khánh âm trầm nặng nề hừ một tiếng. Bản thân hắn đứng đầu Hồng Nguyệt Thành, một trong thất đại tông chủ, vậy mà đối phương nói không biết, đây là trần trụi miệt thị. Ai nha, thật không nghĩ ra, không có ý tứ. Huyền Hoa chớp mắt nói. Nhưng người không thể không tên không tuổi, ta gọi ngươi Trương Tam được không? Đường Khánh tức đến mặt tái xanh, nếu đối phương không phải là phong hào vũ đế, sợ là đã sớm sông lên liều mạng. Mà bây giờ sông lên không phải liều mạng, đó là toi mạng sắc mặt từ cảnh giác nói nguyên lai là ngân nguyệt vũ đế đại nhân chẳng biết xuất thủ ngăn chúng ta lại là có ý gì huyền hoa cầm cung xuống thoáng cái liền tiêu thất ở trong tay cách đó không xa vài tên yêu tộc bị hắn cầm cung dọa sợ không khỏi lui lại mười mấy trượng sau đó thấy cung tiễn tiêu thất liền nổi giận không ngớt huyền hoa cười nói không có ý gì ta ở trong huyễn cảnh đi vòng vo mấy ngày cái quỷ gì cũng không gặp thật vất vả nhìn thấy chút người sống nên kích động cầm dây cung không chặt mà thôi. Nói một chút, làm sao các ngươi lớn lên kỳ quái như vậy? Chúng đại yêu sắc mặt trầm xuống, đối phương biết rõ còn hỏi, cố ý vạch trứng tìm xương, miệt thị yêu tộc. Từ lạnh lùng nói, ở trong mắt lão hủ, Huyền Hoa đại nhân lớn lên mới kỳ quái a. Nếu không có chuyện gì khác mà nói, xin tránh ra, đừng cản đường. Huyền Hoa nói, dù sao ta cũng không có việc gì, liền theo các ngươi đi vào nhìn một chút. Ngày hôm qua ta đến trước đại điện này, chỉ là không dám đi vào. Hiện tại vừa lúc cầu bao dưỡng a. À. Từ giật mình nói, Huyền Hoa đại nhân, ngươi đang nói đùa. Huyền Hoa nháy con mắt, tràn đầy vẻ vô tội nói, làm sao nói dỡn? Nếu các ngươi không chịu mang mà nói, ta liền đuổi theo. Quan đạo rộng lớn, các ngươi đi các ngươi, ta đi mặc ta. Không lạnh giọng nói, Từ đại nhân, hắn là cố ý tìm vết, không bằng mọi người cùng nhau xuất thủ giết hắn cũng diệt uy phong của nhân loại. Trong mắt tiên cũng toát ra hàn quang nói. Nếu có thể giết một gã phong hào vũ đế, vậy cũng không uổng công chuyến này. Còn lại vài tên đại yêu đột nhiên tản ra, mọi người hiện lên chi chít như sao trên trời, đem huyền hoa vây vào giữa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ánh mắt từ cũng biến thành trong suốt, quay đầu nói. Thương đại nhân, ngươi quyết định đi. Tiên cùng khâm nhướng mày, lộ ra vẻ hết sức bất mãn. Nhưng bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, nên không biểu lộ ra. Thương nói, từ đại nhân, ngươi nghĩ chúng ta có thể giết hắn sao? Từ câu mày nói, có thể, nhưng rất khó. Thương gật đầu nói, trước mắt nhiệm vụ lớn nhất là ly khai thái hư huyễn cảnh, miễn cho tổn thương, để cho hắn đi theo đi. Từ nói, như người này ở sau lưng chúng ta, vạn nhất phá hủy đại sự. Thương cười nói, lúc này mục tiêu của tất cả mọi người đều nhất trí, đó là phá vỡ huyễn cảnh, trừ khi hắn không muốn sống. Từ gật đầu nói. Nói có lý. Tiên cả giận nói. Từ đại nhân, hắn như vậy là sợ chết. Từ lạnh nhạt nói. Cầm miệng, đi thôi. Tiên, chấm chấm chấm. Trong mắt hắn hầu như muốn phun ra lửa, hắn không rõ từ làm sao lại coi trọng thương như vậy, không phải là một hồn thiên nghi sao, hắn không tin trong yêu tộc lại không người nào có thể luyện hòa nó. Không nhìn hắn một cái, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng mặc dù nội tâm phẫn nộ, cũng không dám phát tiết ra chỉ có thể đi theo mọi người huyền hoa cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên đuổi theo kêu lên nói đánh là đánh nói không đánh liền không đánh chư vị thật đúng là sảng khoái a à. thương quay đầu lại cười nói lúc phá trận nếu có cần mong huyền hoa đại nhân xuất thủ tương trợ huyền hoa nghẹo đầu cười cổ quái thân ảnh mọi người rất nhanh liền tiêu thất ở trước đại điện cũng không biết trải qua bao lâu trước điện có một đạo kim quang lóe ra hóa thành một con thuyền, chậm rãi bay xuống. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn